chào quý vị khán giả. Từ ngày 19 tháng 1 đến nay, các hồ chứa trên thượng nguồn sông Mekong đã giảm khoảng một nửa lưu lượng nước xả xuống hạ du. Các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào mùa khô. Dựa trên cơ sở nguồn nước hiện tại và dự kiến xả của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn như một số năm gần đây, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm. Từ ngày 18 tháng 2, tức là cuối tuần này, sẽ bước vào cao điểm. Quý vị đang theo dõi chương trình Góc nhìn tuần qua của tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Và tôi là Phương Nga, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo thông tin từ Ủy hội sông Mekong Quốc tế, hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn giảm lượng xả nước xuống hạ du tới 50% so với thời gian trước, làm gia tăng xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dựa trên cơ sở nguồn nước hiện tại và dự kiến thời gian giảm xả của các hồ chứa thủy điện thượng nguồn, các chuyên gia dự báo danh mặn 4 gram trên lít lớn nhất mùa khô năm nay trên sông Cửa Tiểu là 50 đến 55 km, Cửa Đại từ 48 đến 53 km, Hàm Luông từ 70 đến 73 km, Cổ Chiên từ 62 đến 65 km và sông Hậu từ 58 đến 60 km. Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của công trình thủy lợi tại các khu vực từ bờ biển vào tới đất liền 30 đến 45 km trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 đến cuối tháng 3. Các khu vực cách bờ biển từ 45 đến 65 km, việc lấy nước sẽ bị ảnh hưởng trong các kỳ chiều cường từ 18 đến 24 tháng 2 và từ 18 tháng 3 đến 25 tháng 3. Tại sông Vàm Cỏ Đông, danh mặn 4 gram trên lít sẽ vào sâu đến 75 đến 80 km. Vàm Cỏ Tây từ 75 đến 85 km, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của công trình thủy lợi trong tháng 3 và tháng 4. Mức độ xâm nhập mặn phần lớn ở các sông sẽ tương đương với năm ngoái, riêng một số nơi, danh mặn 4 gram trên lít có thể vào sâu hơn vài km như ở Long An, mặn có thể vào tới địa phận xã Thạch Đức và xã Bình Tâm. Ở Bến Tre, danh mặn sẽ vào đến xã An Hiệp, xã Tân Thiềng. Ở Sóc Trăng, vào tới xã An Lạc Tây. Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm nay không cao như các năm 2015-2016, nhưng tương tự với các năm 2020-2021. Độ mặn 4 phần nghìn có thể tiến sâu 50 km vào sông Hậu. Xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước sinh hoạt của người dân. Lúc này, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai nhiều giải pháp để chủ động ứng phó. Cống Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long được đóng theo chu kỳ 2 ngày và mở xả 6 tiếng vào lúc chiều thấp. Nhờ vận hành kịp thời, linh động nên vùng sản xuất bên trong không bị ảnh hưởng. Hàng trăm ngàn hecta vườn cây ăn trái gồm sầu riêng, bưởi đảm bảo đủ nước ngọt tưới tiêu và tránh được mặn xâm nhập. Đến giữa tháng 2 này, danh mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu 50 đến 55 km trên sông Cổ Chiên, 40 đến 45 km trên sông Hậu, 55 đến 70 km trên sông Vàm Cỏ. Theo nhận định của chuyên gia, xâm nhập mặn năm nay không gay gắt, song diễn biến bất thường theo chiều và gió đông bắc. Phòng ngừa xâm nhập mặn, tỉnh Sóc Trăng đã cho đóng hết các cống theo sông Hậu. Đề phòng xâm nhập mặn bất ngờ tăng cao, tỉnh Tiền Giang đã triển khai 6 công trình ngăn mặn, đảm bảo nước tưới cho hơn 40.000 hecta cây trồng. Để chủ động ứng phó với xâm nhập mặn, bà con cần theo dõi sát thông tin dự báo xâm nhập mặn, đồng thời khẩn trương trữ nước ngọt trong kênh, rạch, hồ, ao, đảm bảo đủ trữ lượng nước sử dụng trong mùa mặn sắp tới. Thưa quý vị, được cảnh báo từ trước nên ngành nông nghiệp và người dân các địa phương đã chủ động phương án phòng tránh thiệt hại. Vào cao điểm, độ mặn đo được tại cống Vũng Liêm lên đến 4,2 phần nghìn. Do vậy, đơn vị vận hành cống phải theo dõi chặt chẽ để có biện pháp vận hành phù hợp. Trong thời gian này, bà con nông dân nên hạn chế lấy nước vào ruộng vườn. Cống Vũng Liêm lấy nước từ sông Cổ Chiên vào vùng sản xuất của tỉnh Vĩnh Long. Những ngày qua, mặn ở bên ngoài cống đo được là 0,5 phần ngàn. Hiện cống này đã được đóng lại để ngăn mặn. Các cống khác thuộc hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít cũng đã được đóng để ngăn mặn tràn vào. Mỗi ngày, đơn vị quản lý sẽ mở cống một lần khi nước dòng, mỗi lần mở khoảng 1 giờ đồng hồ. Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít gồm các cống Vũng Liêm, Bồng Phót, Tân Dinh. Khi đóng lại, cống sẽ giúp giữ ngọt, bảo vệ sản xuất cho hơn 28.000 hecta đất trồng lúa và cây ăn trái ở Vĩnh Long và Trà Vinh. Các địa phương ven biển khác như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu cũng đã vận hành hệ thống thủy lợi ứng phó với đợt xâm nhập mặn này. Theo nhận định của các địa phương,
Cao điểm của đợt xâm nhập mặn này bắt đầu từ nay đến ngày 22 tháng 3. Trong thời gian này, bà con nông dân nên hạn chế lấy nước vào ruộng vườn. Đối với vùng bán đảo Cà Mau thuộc lưu vực sông Cái Lớn, Cái Bé, bà con có thể tham khảo thông tin trang web cailoncaibe.thuylợivietnam.vn để biết thời gian vận hành và độ mặn ở 15 trạm khống chế vận hành. Đây là cơ sở để bà con biết được độ mặn ngọt ở từng nơi để có kế hoạch lấy nước phục vụ sản xuất phù hợp. Dù năm nay xâm nhập mặn không gay gắt như những năm trước, nhưng bà con cũng không nên chủ quan. Giải pháp là nắm thông tin độ mặn từ các phương tiện thông tin để lựa chọn thời điểm lấy nước phù hợp. Thưa quý vị, hiện nay độ mặn trên các sông đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh hơn so với dự báo. Thế nhưng lượng nước ngọt khá dồi dào do mưa kết thúc trễ cộng với chiều cường. Tuy vậy, người dân cũng không nên chủ quan mà cần chủ động tích trữ nước, theo dõi mặn nhằm bảo vệ sản xuất. Các chuyên gia nhận định, hạn hán và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lời giải cho bài toán này đó là thi công nhiều công trình kiểm soát mặn ngọt, phục vụ sinh hoạt và sản xuất bền vững. Những năm gần đây, xâm nhập mặn tại Việt Nam là vấn đề ngày càng trở nên cấp bách, phải ghi nhận rằng chúng ta ngày càng chủ động hơn trong công tác dự báo, cảnh báo. Chẳng hạn mùa khô năm 2020, thời kỳ hạn mặn khốc liệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhờ có thông tin cảnh báo sớm, thiệt hại về nông nghiệp giảm 80%, thiếu nước sinh hoạt giảm 50% so với năm 2016, thời điểm có cùng mức độ khốc liệt. Thưa quý vị, năm nay tuy dự báo xâm nhập mặn không quá gay gắt, nhưng sự chủ động ứng phó thì không bao giờ là thừa. Hơn nữa, xâm nhập mặn bất thường vẫn có thể xảy ra. Song song với việc đẩy mạnh các giải pháp công trình đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian dài, thì nhiều biện pháp ứng phó từ chính quyền và người dân không quá khó để thực hiện. Chỉ cần sự tích cực và chủ động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Góc nhìn tuần qua số lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. We'll be right back.